Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa dông liên tiếp mấy ngày qua, sáng nay 21 tháng 7 tại địa bàn ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải đã xảy ra một vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng vì cây xanh ngã trúng. Vụ việc đã làm ảnh hưởng tâm lý khiến cho người dân địa phương lo ngại khi thời gian gần đây tình trạng cây đổ ngã do mưa bão khiến người đang lưu thông trên đường gặp tai nạn nguy hiểm thường xuyên xảy ra. Theo lời kể của một số người chứng kiến vụ việc, vào lúc 6 giờ 20 phút sáng nay, trời đang mưa dông, anh Danh Nhật Trường, người dân ấp Đầu Lá, xã Long Điền, điều khiển xe máy Sirius RC, biển kiểm soát 94D1-04862, chở vợ con đi từ ấp Đầu Lá ra thị xã Giá Rai. Đến ấp Thạnh Trị thì bị cây dương bên đường đổ sập trúng vào người và xe. Vụ tai nạn khiến anh Trường bị thương nặng, xe máy bị vỡ nát phần đầu, vợ và con anh bị thương nhẹ. Chứng kiến sự việc, người dân gần đó đã gọi điện cho cơ sở y tế đưa anh Trường đi cấp cứu kịp thời và báo cáo địa phương xử lý hiện trường, tránh ùn tắc giao thông. Được biết cây dương đổ sập lần này được trồng khá lâu, hiện đã bị mục một phần ở gốc nên khi dông lớn đã khiến cây đổ ngã và gây nên tai nạn đáng tiếc. Người dân ấp Thạnh Trị cũng cho biết hiện trên tuyến đường chính của ấp còn một số cây dương bị mục gốc chưa được đốn hạ nên kiến nghị ngành chức năng sớm cắt bỏ để tránh trường hợp tương tự xảy ra.